6 biện pháp phòng chống cháy nổ cho ngôi nhà của bạn để ở hoặc ngôi nhà để cho thuê. 1. Lắp đặt các cái thiết bị cầu dao automat tự động cho hệ thống điện, và để khi chập cháy xảy ra thì hệ thống automat sẽ tự động ngắt và chập cháy sẽ không lan rộng. 2. Là không để các chất dễ cháy nổ như xăng, ga, dầu, vải, giấy gần nguồn lửa như khu bếp, khu thờ cúng, và xếp dọn và bỏ các cái vật dụng dễ cháy đã cũ không sử dụng để bỏ đi, và bát hương lên thay bằng đèn lửa và nhang đốt trở thành đèn điện và nhang điện. 3. Tắt các thiết bị cầu dao khi ra khỏi nhà, vừa giúp các tiết kiệm các cái điện năng và hạn chế tối đa những cái sự cố cháy nổ khi bạn không có nhà. 4. Là trang thiết bị phương tiện phòng cháy chữa cháy, ví dụ như là bình xịt, xách tay, chăn chống cháy, hệ thống chứa nước, vòi nước chữa cháy, thang dây thoát hiểm, mặt nạ phòng khói và khí độc, dụng cụ phá rỡ như búa, ngọng kìm, xà beng. 5. Là tập huấn và đi tập huấn các cái lớp do phường, xã tổ chức và luyện tập ngay tại ngôi nhà của bạn cho những người ở trong ngôi nhà của bạn để xử lý các tình huống cháy xảy ra thì chúng ta phải hành động như nào. 6. Là gọi ngay 114 nếu thấy khả năng cháy lớn ngay lập tức, và hãy đăng ký kênh của Bác Đại Bàng để xem những cái video hữu ích tiếp theo. Hãy like và chia sẻ video này vì nó rất là quan trọng cho việc bảo vệ tính mạng của bạn cũng như ngôi nhà của bạn và những người trong gia đình bạn. Cảm ơn bạn đã xem video.